về cái dạng về cái thương hiệu AKG này rồi, thì hôm nay mình sẽ test luôn. Mình nói lại luôn là cái cây AKG này á, là mình chạy cái đầu D5 rồi trên cái bộ thu phát là SR470, cây là HT470. Rồi thử tiếng mộc nó ha. Rồi, cái bước đầu tiên đó thì mình nói cho các bạn nghe là tiếng chép rất đẹp. Tiếng chép, cái thanh của cái âm vật chép đó, của cái lưỡi đó ha, hoặc âm vật nhỏ đó lấy rất rõ. À, nó rõ giống như là cái micro thu âm vậy đó. E 1 2 3 4 5 6. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái effect cho nó ha. E 1 2 4 5 6. Rồi, mình hát thử cho bạn nghe ha. Rồi có bài rồi các bạn ha. Cái này là mình quay trực tiếp bằng iPhone 7. Rồi. Dàn qua đi đứng cho nó dễ nghe nè. Mà lớn chút. Tôi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tôi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tôi nào ngơ ngác tìm tiếng gió theo mây. Tuổi nào vừa thoáng vừa não gầy vai, tuổi nào ghi dấu trăng chiêm qua trời, xin cho tay em còn nuốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây. Tuổi nào còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống bay quay giọt sầu. Em xin tuổi nào còn tuổi nào hư vô, bàn tay che dấu lên nhau. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù, xin chân em qua từng phiến ngang, xin mây xe thêm màu áo lụa, tuổi nào thôi hết từng hắt năm mông. Bảy năm tháng buồn trôi, đàn mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lần cấm, từng đêm em nghe xót xa anh ơi có hay. Đưa bóng sáng chớp trùng, tình anh như giấc mơ thanh bao hy vọng. Đừng lôi bước em về, dìu anh qua đã no.
chua lắm.